Đối với Vũ Bùi Tuấn xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2019. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ Minh Quốc đào cột 8 cũ lâu năm gỗ vụ mật. Đây là tổng thể bộ quốc cột 8 gỗ vụ mật cũ đã sử dụng trên 20 năm. Cái bộ này thì đã được tôi là dọn dẹp vệ sinh rất là kỹ để có thể sở hữu cái bộ ghế như thế này. Quý vị có thể alo là liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0985 230 888. Địa chỉ cửa hàng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu tượng đài phụ nữ Bà Đàm Đang, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cửa hàng tôi cách đấy 300m. Đây là tổng thể của bộ ghế. Bộ ghế này đã được vệ sinh rất là kỹ càng rồi. Đấy, để có thể theo dõi những cái sản phẩm của tôi up lên, quý vị có thể đăng ký kênh YouTube Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn, đăng ký và chia sẻ để tiện cập nhật những cái món hàng mới nhất, hàng tôi về liên tục. Đấy, cập nhật cho quý vị xem để quý vị tham khảo. Ngoài cái sản phẩm là bộ Minh Quốc này ra, tôi bán rất nhiều các cái món đồ khác như tranh khảm, đĩa khảm, tranh binh quy, tranh đồng quê, tranh tùng hạc, tủ chè, sập gụ, cái gì có hết, sập thờ, bất kỳ món đồ gì cũng có. Quý vị có thể đến trực tiếp cửa hàng để có thể tham quan và mua sắm. Đây thì sau đây thì tôi xin được đi vào đường nét cơ bản và chính nhất của cái bộ ghế Minh Quốc cột 8 này cho quý vị xem. Cái bộ này là ghế đồng kỵ Bắc Linh đó. Đấy. Bộ này thì giá cũng rất là hợp lý và người mạnh cho anh em nào cực kỳ thiện chí. Đấy, thiện chí là alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại nào tôi đọc ở trên để có thể có cái giá mềm mại và ưu ái nhất. Đây, sau đây tôi quay cái ghế đơn đầu tiên. Cái ghế đơn này, cái bộ này nó rất là lành nặng. Bộ này nó rất là sâu tuổi rồi. Bộ này dùng được trên 20 năm rồi. Đấy, hàng gỗ vụ mật rất là đẹp. Đấy, quý vị xem. Có đôi chỗ nó xước sát, để mà người trước sử dụng thì nó hơn 20 năm rồi, thì xước sát thì không thể tránh khỏi được. Đấy, nhưng mà chất lượng gỗ của nó thì rất là chi là đẹp. Đấy, quý vị có thể xem. Đấy, cột 8 rất mềm mại, ghế đồng kỵ. Dáng thì không thể chê đeo được. Đấy, riêng đất đồng kỵ là cái sở trường là những cái bộ Minh Quốc này làm là rất là dẻo và không thô. Và những cái bộ này thì mộng và làm đục là thủ công bằng tay 100%. Đấy, vách thì là vách khảm. Đấy, vách khảm này rất chia đẹp đây, quý vị để xem. Đấy, vách khảm là tứ quý, bốn mùa. Đây thì sau đây tôi xin sang là cái đoạn. Đây là mặt đoạn, quý vị có thể thấy hàng không nứt nẻ gì cả. Đấy, rất chi, gỗ rất chi là đều và đẹp. Đấy, gỗ vụ mật luôn. Quý vị có thể là đăng ký kênh YouTube của tôi qua kênh là Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tăng lượt tương tác và có thể cập nhật liên tục những món hàng tôi về liên tục. Đây, sập rất chi là nhiều. Đấy, ở đây là cơ sở số nhà 33. Còn ở các cửa hàng khác thì tôi bày rất là nhiều. Tôi để cho anh em thợ rất là nhiều, tức là để gửi đấy rất là nhiều các món hàng để cho anh em thợ hoàn thiện. Còn đây chỉ là chỗ cửa hàng để tôi trưng bày một vài sản phẩm. Đấy, đây là bộ trương về ghế đoàn đây, rất chia đẹp. Đấy, quý vị có thể thấy đục tay 100% luôn, đục thủ công chứ không có hình thức, bất kỳ hình thức là máy móc CNC nào cả. Đấy, những cái bộ sâu này rồi thì quý vị nào mà nhà mà nó vừa phải mà thích chơi thanh cảnh thì chơi những cái bộ cột 8 này rất là vừa và phù hợp. Đấy, còn bây giờ thì ra rất là nhiều mẫu là cột 10, cột 12, 14 rất là to. Đấy, cần nhà là nhà quý vị nào mà nhà lòng nhà hẹp mà muốn kê thanh cảnh vừa phải thì cái bộ này là cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Đấy. Đây thì sau đây tôi xin được đi sang cái ghế đơn này. Đấy, gỗ cực đều luôn. Đấy, dáng khuỳnh tay khuỳnh đục rất chia đẹp. Đấy. Đục tay thủ công 100% luôn. Đây là mặt ghế đơn. Trơn đây.
Trước khi kết thúc video, quý vị xem qua video thì đừng quên cho tôi một lượt chia sẻ và đăng ký kênh và like kênh để tiện theo dõi những cái sản phẩm tôi up lên, cập nhật liên tục những cái sản phẩm để lựa cho mình được những cái sản phẩm mà giá cả nó ưng ý và cái sản phẩm phù hợp với cái con mắt thẩm mỹ của mình. Đây là mặt bàn đây, hàng khảm rất chi là đẹp, bộ cột 8. Những cái bộ cột 8 như này thì đóng mới bây giờ thì gần như là không có. Đấy, chỉ có đặt thì người thợ mới làm thôi. Đấy, còn bây giờ mà mua sẵn những hàng cột 8 này mà mới thì là không ai sản xuất nữa. Đấy, những cái bộ cột 8 này thì bây giờ là người ta đã dừng sản xuất rồi. Đấy, chỉ có đi đặt, mình thích đặt thì mới có thôi. Như những cái bộ gỗ này thì những cái bộ cột 8 này gỗ thì nói thật ra thì nó rất là khô rồi. Quý vị không phải lo sợ là nó nứt nẻ cong vênh nữa. Hiện trạng bây giờ nó như thế nào thì mình dùng nó sẽ mãi mãi nó là như vậy thôi. Đấy, nứt thì nó đã nứt rồi. Đấy, hay cong vênh mối mọt nó sẽ mối mọt rồi. Đấy, còn mà nó không chưa mối mọt thì nó cứ nguyên si như thế thôi, nó cứ chơi như vậy. Đấy, gỗ cụ ta nó rất là đẹp, thành ta mật này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.